Chào các em, các em đã được bố mẹ, ông bà cho đi xem xiếc chưa? Ở đó có một tiết mục vô cùng thú vị, đó là chú voi đấy. Các chú voi to lớn, mạnh mẽ, nhưng thật ngoan ngoãn và đáng yêu, các em nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về loài voi nhé. Các em nhớ like và đăng ký kênh của chị để không quên theo dõi các tập tiếp theo được chị phát sóng vào 6 giờ tối hàng ngày nhé. Voi châu Á nhỏ hơn nhiều so với voi châu Phi, chỉ cao đến 2 mét. Những con voi châu Á được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới của Ấn Độ, Trung Quốc và trên hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á. Những con voi châu Á đã được thuần hóa hàng trăm năm để trông rừng và thường xuyên chiến đấu. Có nhiều nơi trên khắp châu Á nơi những con voi châu Á được giữ cho khách du lịch cưỡi và thường xuyên bị đối xử khá tệ. Voi châu Á nổi tiếng với sức mạnh to lớn và sự thân thiện với con người. Ngày nay, voi châu Á được coi là một loài có nguy cơ tuyệt chủng, chỉ còn lại khoảng 50.000 con trong tự nhiên thôi. Điều này là do mất môi trường sống của voi châu Á và những kẻ săn trộm bất hợp pháp săn voi để lấy da và ngà. Voi châu Á là động vật ăn cỏ, có nghĩa là chúng chỉ ăn thực vật để có được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để tồn tại. Voi châu Á ăn nhiều loại thực vật bao gồm cỏ, lá, chồi, vỏ cây, trái cây, hạt. Những con voi châu Á thường sử dụng cái vòi dài của chúng để hỗ trợ chúng thu thập thức ăn. Do kích thước lớn, voi châu Á có ít động vật săn mồi trong môi trường tự nhiên. Bên cạnh thợ săn người, hổ là loài săn mồi chính của voi châu Á. Mặc dù chúng có xu hướng săn những con voi châu Á nhỏ hơn là những con trưởng thành to hơn và khỏe hơn nhiều. Voi cái châu Á thường có khả năng sinh sản khi chúng được 10 tuổi và sinh ra một con voi châu Á duy nhất sau một thời gian mang thai 22 tháng. Khi voi con được sinh ra, nó nặng khoảng 100 kg. Và được chăm sóc không chỉ bởi mẹ của nó mà còn bởi những con voi cái châu Á khác trong đàn. Con voi châu Á sơ sinh vẫn ở mé mẹ cho đến khi nó được khoảng 5 tuổi. Ngày nay, voi châu Á được coi là một loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng cao. Do thực tế là quần thể voi châu Á đã suy giảm với tốc độ nghiêm trọng. Những con voi châu Á bị suy giảm chủ yếu là do mất môi trường sống dưới hình thức phá rừng và săn lùng ngà voi của chúng bởi những kẻ săn trộm. Câu chuyện về loài voi đáng yêu đến đây là hết rồi. Các em nhớ hãy bảo vệ chúng nhé, like và đăng ký kênh của chị nhé. Tạm biệt các em.